Sáng nay 26 tháng 1, quận 3 đã tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2024, triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đáng Giáp Thình và lễ hội xuân 2024. Theo đó, hưởng ứng thực hiện năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, với mục tiêu tính mạng con người là trên hết. Quận 3 tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn giao thông so với năm 2023 trên cả 3 tiêu chí là số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Thực hiện các giải pháp giảm các điểm ủng tắc giao thông tại một số tuyến đường trọng điểm, các tổ chức đơn vị trên địa bàn quận 3 sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền việc lực lượng công an sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt việc xử lý vi phạm về chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kiên quyết hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân, tăng cường xử lý qua hình ảnh, quyết liệt cưỡng chế giao thông đối với xe ô tô đổ sai quy định tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến xảy ra nhiều tai nạn va chạm giao thông như tuyến đường hoàng sa trường sa hai bà trưng